Vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Qua đó, 475 trên 475 đại biểu có mặt thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội. Thông tin trên đã nhận được rất nhiều phản ứng và bình luận từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Các bạn hãy cùng thán xem dân mạng Trung Quốc đã nói gì nhé! Cảm giác Việt Nam có rất nhiều chủ tịch và bí thư, vậy ai là lãnh đạo cao nhất? Hy vọng người này là một quan chức liêm khiết. Chúc mừng, mong rằng tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam mãi mãi bền vững. Ban lãnh đạo hiện nay của Đảng và Chính phủ Việt Nam thực dụng và ổn định đã góp phần rất lớn vào việc tăng cường sức mạnh quốc gia của Việt Nam. Hy vọng quan hệ Trung Việt có thể duy trì ổn định lâu dài. Chúc mừng, hy vọng sớm đạt được thống nhất, được người dân bầu chọn. Giữ một vị trí quan trọng như vậy trong đất nước à? Người này là người miền Bắc hay miền Nam Việt Nam? Tại sao Việt Nam cần phải duy trì chiến lược kiềm bốn chân? Cuối cùng, điều này có thể sẽ không ổn định trong tương lai. Rất giống với Tào Đức Vượng. Tên người Việt có khi tương đồng với tên người Trung Quốc do ảnh hưởng lịch sử và văn hóa. Ông Tô Lâm thua bầu cử à? Chúc mừng, chúc mừng. Việt Nam có phải theo hệ thống lập pháp và hành pháp kết hợp? Tại sao Quốc hội Việt Nam lại là cơ quan lập pháp? Việt Nam và Singapore là những quốc gia gần nhất với Trung Quốc, đúng không? Nếu là ai đó thân Trung Quốc, tôi sẽ like. Thật là thú vị. Ông ta là người Trung Quốc đúng không? Chỉ cần nghe bản nhạc này là có thể biết đó là một quan chức ủng hộ Trung Quốc, đúng không? Ở nước mình hồi xưa gọi Việt Nam là gì vậy? Bởi vì tổ tiên của Việt Nam là người Trung Quốc. Trần Vũ viết như thế nào bằng tiếng Việt vậy? Tại sao họ của người Việt lại giống như của người Trung Quốc? Là người từ miền Nam hay miền Bắc? Chúc mừng! Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, tôi không còn quan tâm đến họ nhiều nữa. Trên đây là toàn bộ nội dung của video hôm nay. Các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy để lại cảm nhận của mình trong phần bình luận nhé! Cảm ơn các khán thính giả đã dành thời gian theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.